Nam nghệ sĩ ưu tú Ú 60 không cưới vợ sinh con, được nhiều sao vì biết nể trọng vẫn giản dị, một lòng hướng Phật. Sự tận tâm với nghề cùng tính cách giản dị của nghệ sĩ Hữu Châu được nhiều đồng nghiệp trong showbiz và khán giả ngưỡng mộ. Người nghệ sĩ hết lòng vì nghề, được nhiều đồng nghiệp nể trọng. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu là ngôi sao gạo cội của làng nghệ thuật Việt. Trong sự nghiệp của mình, ông đã góp mặt trong vô số vở cải lương và nhiều bộ phim ăn khách như Cô gái xấu xí, Cá rô, Em yêu anh, Tấm cám, Chuyện chưa kể, Cua lại vợ bầu, Chị trợ lý của anh. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống lâu đời về nghệ thuật, Hữu Châu gắn bó với nghiệp diễn từ khi còn là một cậu bé. Vì có ông bà nội là chủ gánh hát Thanh Minh lớn bậc nhất Sài Gòn, bố là nghệ sĩ Hữu Thìn, mẹ là nghệ sĩ Thanh Lệ, cô ruột là cố nghệ sĩ Thanh Nga, chú là danh hài Bảo Quốc, nên thuở nhỏ, nam nghệ sĩ có cuộc sống sung túc, được ăn ngon, mặc đẹp ở biệt thự, một bước xuống xe, hai bước lên xe. Nhưng biến cố ập đến khiến gia đình Hữu Châu ngày càng suy sụp. Từ công tử con nhà giàu, ông phải sống trong cảnh nghèo khó, ở nhà lá, ngày chỉ đủ ăn một bữa. Dù vậy, vì đam mê nghệ thuật cháy bỏng, ông vẫn quyết tâm theo đuổi nghề đến cùng. Sau vai diễn đầu tiên trong vở kịch Hoàng tử và con gái lão Trân Cừu, Hữu Châu tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều vai như Nguyễn Trãi trong Bí mật vườn Lệ Chi, Nguyễn Lê Quốc Công trong Vua Thánh Triều Lê, Võ Công trong Tiên Nga, Lỗ Quý trong Lôi Vũ. Nam nghệ sĩ còn được yêu mến khi đóng hài kịch dành cho trẻ em, trong đó tiêu biểu là chuỗi chương trình Ngày Xưa Ngày Xưa. Sau này, Hữu Châu lấn sân sang phim ảnh và cũng nhận được nhiều tình cảm của khán giả. Bên cạnh công việc diễn xuất, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu còn gắn bó với công tác giảng dạy, đào tạo sinh viên tại các sân khấu và Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay, ông đã trở biết bao chuyến đò, dìu dắt những diễn viên trẻ trên bước đi trên con đường nghệ thuật. Hiện tại, ở tuổi 58, độ tuổi mà nhiều người sẵn sàng lui về vui thú điền viên, nghệ sĩ Hữu Châu vẫn miệt mài thử thách bản thân mình với những vai diễn, những câu chuyện mới và hết lòng truyền lửa cho học trò. Sự tận tâm với nghề cùng tính cách giản dị của ông được nhiều đồng nghiệp trong showbiz và khán giả ngưỡng mộ, nể trọng. Tuy vậy, khi nói về nghiệp diễn của mình, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu chỉ khiêm tốn chia sẻ với thanh niên. Tôi không thích đao to búa lớn, tôi chỉ xin nói về nghề của mình là giống như bao ngành nghề khác. Người ta làm công nhân, bác sĩ, kỹ sư, nông dân, thợ may. Người ta cũng đóng góp rất nhiều cho xã hội. Tôi làm nghệ sĩ, tôi đóng góp cách khác, đơn giản vậy thôi. Chỉ may mắn là nghệ sĩ được nhiều người biết, đi đâu cũng được ưu tiên, sướng quá rồi còn gì. Tuổi U60 không kết hôn, sống giản dị, một lòng hướng Phật. Cả cuộc đời cống hiến cho nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu coi những đoàn phim, đoàn kịch như gia đình mình. Coi từng nhân vật, từng vai diễn dù lớn dù nhỏ đều như những đứa con tinh thần chính tay mình đắp nặn nên. Từ lâu, ông đã không còn nghĩ đến việc lập gia đình mà sống đời độc thân. Mặc dù vậy, nam nghệ sĩ không hề cảm thấy cô đơn. Ở tuổi xế chiều, niềm hạnh phúc của Hữu Châu là được an vui bên học trò, đồng nghiệp. Khi không bận diễn kịch, đóng phim, ông thường lui tới quán cà phê quen thuộc để đọc kịch bản, gặp gỡ bạn bè. Ngoài ra, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu còn một lòng hướng Phật. Ông tâm sự rằng, việc tụng kinh, đọc sách Phật học đã giúp ông thấy tâm hồn mình thanh thản và yên bình hơn. Trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ thường xuyên chia sẻ về Phật pháp cùng những chiêm nghiệm ý nghĩa về cuộc sống. Tôi học Phật và điều mà tôi thấm thía nhất từ triết lý của nhà Phật, đó là nhân, quả. Tôi rất tâm đắc lời dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Do vậy, để đừng gieo nhân xấu, nơi nào ồn ào, thị phi, tôi thường tránh để bớt lời, người nào khi tiếp cận họ dễ khiến mình nổi sân. Tôi xích ra một chút, thấy điều phải thì làm, điều không đúng thì thôi, ông nói với báo Giác Ngộ. Bước vào tuổi U60, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu mong mình có sức khỏe để tiếp tục làm nghề. Càng lớn tuổi, ông càng nhủ lòng phải sống hòa đồng hơn, để em cháu thương mến. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, đóng góp không nhỏ cho cộng đồng. Lý do ba nghệ sĩ từ bỏ định cư ở Mỹ vì Việt Nam sinh sống. Bằng Kiều được coi là một giọng nam cao hiếm có của làng nhạc Việt. Thời trẻ, anh từng tham gia các ban nhạc đình đám như Chìa Khóa Vàng, Hoa Sữa, Quả Dưa Hấu, sau đó mới tách ra hát solo. Cách đây hơn 20 năm, Bằng Kiều sang Mỹ định cư. Tại Mỹ, nam ca sĩ là chủ nhân của một căn ngơi rộng khang trang, lên đến 2.000 m². Tuy anh không tiết lộ về trị giá cơ ngơi của mình, nhưng ước tính căn biệt thự phải lên đến hàng triệu USD. Hơn 10 năm định cư ở Mỹ, Bằng Kiều trở về nước hoạt động nghệ thuật. Bằng Kiều thường đi về giữa Mỹ và Việt Nam để chạy show. Để thuận tiện cho việc về nước biểu diễn, Bằng Kiều cũng có nhà ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ ngơi của nam ca sĩ tại thủ đô có diện tích 160 m², tọa lạc ngay cửa ngõ phố cổ. Vài năm trở lại đây, khi gặp người vợ thứ hai là Mai Linh và có thêm con thứ tư, anh quyết định ở lại Hà Nội chăm con nhỏ, vun vén tổ ấm. Khi ở nhà, nam ca sĩ có thể phụ vợ tắm rửa, thay tã cho con ăn. Trên mạng xã hội, anh cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của bốn cậu con trai đầy tự hào. Gia đình Quách Thành Doanh, năm 2022, sau nhiều năm định cư ở Mỹ, Quách Thành Doanh đã đưa cả gia đình về Việt Nam.
Quyết định này được anh và gia đình thống nhất trong thời gian ngắn vì nhiều lý do. Vợ tôi không thích nghi được với cuộc sống ở Mỹ, nhịp sống ở đây chậm, quanh quẩn chỉ vài người, không có nhiều sự giao tiếp như ở Việt Nam. Do đó, tôi quyết định đưa cả gia đình về nước, dẫu sao ở quê hương vẫn tốt hơn, nam ca sĩ chia sẻ với Vietnamnet. Trước khi về nước, Quách Thành Doanh xây dựng căn biệt thự tại mảnh đất rộng 1.200m. Tổng diện tích cho không gian sống của nam ca sĩ là khoảng 300m. Theo phong cách hiện đại, có hồ bơi, sân vườn và các tiện ích xung quanh. Tổng kinh phí đất và xây dựng là gần 30 tỷ đồng. Nói về quyết định này, Quách Thành Doanh chia sẻ thêm, vợ chồng tôi sang Mỹ vì lo nghĩ tương lai các con. Chúng tôi đang mong các con lớn từng ngày, đủ tự lập và trưởng thành để tự lo cho mình. Còn tôi và bà xã cũng xác định sẽ về quê sinh sống. Tiếp tục ca hát, giờ trở về sớm hơn, coi như là cũng đủ duyên. Bảo Ngọc, bà xã Quách Thành Doanh cho biết thêm, một trong những lý do khác thúc đẩy cô trở về Việt Nam là muốn các con học lối sống tình cảm gần gũi gia đình của người Việt. Cô sợ các con lớn lên, xa cách cha mẹ, không quấn quýt hay thể hiện tình cảm với người thân. Hiện tại gia đình nam ca sĩ đã ở Việt Nam. Riêng bất động sản tại Mỹ, anh nhờ người thân trông coi và là không gian để gia đình ở khi sang đây du lịch. Gia đình nghệ sĩ Việt Hương. Việt Hương sinh năm 1976, sang Mỹ định cư từ năm 2003. Năm 2005, nữ nghệ sĩ tình cờ gặp nhạc sĩ Hoài Phương trong một chuyến lưu diễn. Họ tìm hiểu nhau và tiến tới hôn nhân vào năm 2006. Đến nay, cặp đôi đã có tổ ấm viên mãn cùng con gái Phương Vi sinh năm 2009. Năm 2021, gia đình nghệ sĩ Việt Hương đã trở về Việt Nam định cư. Việt Hương cho biết thêm, ông xã đã bán một phần cơ ngơi ở Mỹ để mua nhà tại Việt Nam. Hai vợ chồng chuẩn bị dọn về căn biệt thự rộng rãi tại thành phố Thủ Đức. Đây là món quà Hoài Phương tặng cho vợ con khi quyết định trở lại Việt Nam sinh sống sau nhiều năm định cư ở Mỹ. Việt Hương cho biết thêm, Hoài Phương là người tự tay sắp xếp và mua nội thất cho tổ ấm mới. Biệt thự của nghệ sĩ Việt Hương gồm 3 tầng, nằm trên khu đất có diện tích 1.500m, khuôn viên căn nhà có bể bơi rộng, sân vườn trồng nhiều cây xanh, biệt thự được định giá khoảng 240 tỷ đồng. Chia sẻ về điều này với Thanh Niên, Hoài Phương chồng nghệ sĩ Việt Hương tâm sự. Một khi đã quyết định điều gì thì tôi không hối tiếc. Tất nhiên trước đó, mình có nhiều lo lắng băn khoăn vì không biết sẽ ra sao. Nhưng sau khi quyết định lên máy bay thì tôi không còn tiếc gì nữa cả. Thực ra chúng tôi vẫn có dịp bay về Mỹ trong một số chương trình cũng như thăm bạn bè bên đó. Sau khi về nước, bên cạnh các công việc riêng, Hoài Phương dành thời gian hỗ trợ vợ kinh doanh.